Chào anh em, rất nhiều anh em đang tìm kiếm một chiếc điện thoại cục gạch 4G bền bỉ chống va đập, nhưng ai cũng muốn có một chiếc cục gạch thông minh này, có thể lướt web, tiktok, xem video trên YouTube và có kết nối wifi với cái mức giá rẻ đúng không? Thì đây chính là cục gạch mà các bạn đang tìm Honor X6B. Điểm đặc biệt đầu tiên chính là cái độ bền. Thì cái chiếc Honor X6B này nó được chứng nhận năm sao từ SGS thụy sĩ nên các bạn là yên tâm là máy sẽ không hỏng trong các tình huống chẳng may mà khi mình làm rơi rớt thậm chí là mình có thể đập đá pha cà phê mà không lo gì cả và không chỉ bền màn hình điện thoại là nơi mà anh em sẽ nhìn và sử dụng nhiều nhất trong ngày thì cái chiếc X6B này trang bị một cái màn hình kích thước lớn lên đến 6,56 56 inch với cái tần số quét lên đến 90Hz và cái độ sáng lên đến 780 nit nó cho anh em cái không gian khi anh em giải trí nè xem phim hay lướt web cập nhật tin tức nó sẽ được thoải mái hơn hơn nữa thì cái màn hình còn tích hợp cái vùng ma thuật giúp anh em có thể là ghi âm nè đặt báo thức hay nghe nhạc chỉ với một cái chạm rất là dễ dàng Honor X6B đang chạy trên cái chip xử lý Helio G85 mang đến cái hiệu năng ổn định cho cả công việc hay là anh em giải trí cái cấu hình này á, nó giúp anh em chơi các thể loại game nhẹ thì mượt mà nói về pin thì đây cũng là một cái điểm rất ấn tượng trên cái chiếc Honor X6B khi máy trang bị cái viên pin dung lượng lên đến 5.200 mAh và có cái sạc nhanh là 35W nó giúp cho anh em dùng cả ngày mà không phải lo lắng chiếc Honor X6B trang bị camera kép phía sau với camera chính là 50MP và một cái camera đo chiều sâu là 2 megapixel và máy cũng trang bị một cái camera trước 5 megapixel để anh em có thể ghi lại những cái khoảnh khắc trong cuộc sống diễn ra mỗi ngày. Ở cái phần camera thì anh em lưu ý giúp mình nhé. Nếu mới nhìn qua thì anh em ngỡ là máy này có 4 camera, tuy nhiên thì nó chỉ có hai camera phía sau thôi anh em, một cái camera chính, một cái camera đo chiều sâu. Còn đây là đèn lát trợ sáng và cái dòng này chỉ là tô điểm thêm cho cái cụm camera nó là 4 nhìn nó cân đối thôi và một cái điểm mà mình rất thích khi trải nghiệm trên cái chiếc x6b đó là máy chạy trên cái hệ điều hành Magic OS 8.0 dựa trên cái phiên bản Android 14 nó cho cái trải nghiệm hoạt động ổn định và một cái điểm đáng ghi nhận trên các dòng smartphone của Honor đó là không có ứng dụng rác gây nặng máy tức là cái giao diện rất là đơn giản luôn họ không cài sẵn tích hợp sẵn rất nhiều những ứng dụng như một số máy khác cho nên là cái giao diện đơn giản anh em dễ sử dụng anh em muốn sử dụng cái ứng dụng nào thì anh em sẽ cài thêm vào máy anh em nhớ đăng ký kênh nhé ở cái video tiếp theo thì mình sẽ test nhiều cái thử thách thả rơi cái chiếc X6B này để anh em xem còn rất nhiều bất ngờ ở những video sắp tới nhé cảm ơn anh em